first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, we'll have and hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you, we'll have it. So beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Oh, oh. You look so beautiful in white. Daughter is what our future holds. I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, but when she falls in love, we'll let her go. And I won't go down the aisle. She looks so beautiful. Dẫn lối đôi ta hữu duyên hồng trần kiếp này, hẹn thề mình bên nhau dẫu trăm ngàn bể dấu. Kia những cánh bướm xinh xinh đậu trên những đóa hoa thơm đã chứng minh cho tình yêu chúng ta. Em có biết bao đêm anh nằm thao thức vì em, nụ cười ánh mắt ngây thơ khiến trái tim anh thẫn thờ. Trên có muôn ngàn mây theo gió bốn phương trời đó đây, mặt hồ nước long lanh trăng soi bóng in hình đôi ta. Em ơi anh rất muốn qua mình cùng thừa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết uyên ương chung một mái nhà. Cô bác thôn làng ta hai gia quyến vui cười thiết tha, rộn ràng châu cao tươi cất duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Đồng lòng đồng nghĩa phú thế dù mặn dù
đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhưng đầy ấp tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc đầu. Ngày nắng vẫn
tình lên ngôi. Em bên anh nồng nàn đôi môi, ngày dịu dàng chung đôi. Em bên anh chiều vàng thu rơi, ngày dịu dàng mình chỉ cần nhau thôi. Em bên anh nồng nàn đôi môi, ngày dịu dàng chung. Từ nghĩ gia hộ ngay ngày
Phật đại thần tâm đốt nén tâm hương, cùng dân hương hoa quả phẩm cúng dường thập phương thường trụ tâm bào. Nguyện cầu hồng ân tam bảo thường ở khắp mười phương, từ bi gia hộ cho đôi thân duyên. Bởi do có túc duyên nên nay kết thành nghĩa vợ chồng, lấy đức lành xây dựng hạnh phúc, sống bên nhau luôn thuận thảo vui hòa, mãi mãi thương yêu đến trọn đời mạng. Thì minh tăng trường đức hạnh làm rạng rỡ tổ tông, hai họ kết làm thông gia tình nghĩa càng thêm nồng hậu, sự nghiệp càng thêm sáng tỏ và bừng bền trong tình yêu thương đậm bọc, giúp đỡ lẫn nhau. Nhờ danh pháp mà thân tâm được an lạc, nghiệp chướng thấy tiêu trừ, căn lành thêm lớn, bệnh tật tiêu trừ, oan khiến dứt sạch. Nguyện người mất được siêu thân mới còn phúc lạc, chúng sanh được thâm nhuận mưa pháp, mọi người đều chứng ngộ Phật Bồ Tát. Nam mô Hương Cung Dường Bụng. Tâm đức Phật mấy rầu chúng sanh, chúng con đảnh lễ đi thần quy dốc lòng kính lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, dốc lòng kính lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là thầy dạy bao chúng con cùng hết thầy Phật Pháp Tăng. Thường Thích Ca Mâu Ni là thầy dạy bao chúng con cùng hết thầy Phật Pháp Tăng thường trú trong mười phương. Bạn Ngọc Chí cùng Hồ Bảo Ngân, chi tâm sắc hối xưa tiểu thân, ra biển ý phát sinh ra ô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, bao nhiêu lầm lỗi cùng gió tâm, tâm tình còn đâu dấu lỗi lầm, xa hối sống rồi. Đệ tử chung đăng đại vị thiên địa phú tái chi âm và tâm bào, thủy thổ thuận dụng chi đức, đại vị đánh lễ thập phương thường trụ tâm bào, thường giao quân chi ân phụ mẫu sanh thành chi đức, đại vị đánh lễ thập phương thường trụ tâm bào, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời tôi tham gia tham luận đồng an toàn nhân dân trên bàn chuyện công đức tình thương việt nam của tôi.
từ kính thưa con kim hai hò. Lời nói đầu tiên cho phép chúng con được tỉnh trực tỉnh đề hòa thượng thiền trụ chùa Linh Sơn đạo hiệu từ thiện Hà Tĩnh cùng chư tôn thiền đức tăng chứng minh kính thưa kính văn viên hai hò. Cho phép chúng tôi xin được trân trọng đón tiếp quý văn viên hai hò và sự hiện diện có mặt của tất cả quý vị trong buổi lễ đạo phật tại chùa Linh Sơn ngày hôm nay. Cho phép chúng con được gửi lời kính cung thỉnh chư tôn thiền đức tăng cùng toàn thể quan viên hai hò chúc quý ngài và toàn thể quý vị một đời sống hạnh phúc, sung túc, sức khỏe và tràn đầy niềm hy vọng. A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức, hôn nhân là lời hứa, là sự hiểu hiện của sự chân thành và tin tưởng, là kế ước trăm năm với đi chung thuyền, tu ngàn năm với chung căn cội. Bởi anh chị em của mình và khi đi học gặp bạn bè cũng là một cái duyên, người yêu gặp nhau nên duyên thành vợ chồng, nhân duyên tan con người nên tới gần nhau hơn. Trong kinh Đại Bảo Tích, Đức Phật đã từ bi chỉ dạy rằng nếu một người đàn ông có thể tìm được một người vợ cả hai thật sự may mắn và đôi tân la và hậu duyên pháp danh thiện duyên là phúc nam trong gia đình và tân lương hồ bảo ngân trật tự đã có nhân duyên với nhau từ hôm ngày 28 tháng 9 năm Nhâm Dần tại chùa Linh Sơn huyện Hóc Môn nhân ngày lành tháng tốt sát gặp hòa hiệp long phụng hòa minh. Được sự cho phép của cha mẹ đôi bên được tổ chức lễ hạnh thuận kết nạp tương duyên cho đôi bạn trẻ như sự chứng minh và chúc phúc cầu nguyện của chư tôn đức cùng sự chứng kiến của quan viên hai họ đôi tân lang và tân nương được trăm năm tình viên mãn bạc đầu nghĩa phu thê. Đó là lý do của buổi lễ ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch quý ngài thiên hương sanh thành đã phát thành hòa hợp và nuôi dưỡng cũng như chấp thuận lễ hành thuận hôm nay và chấp thuận cho cô dâu chú rể tên nguyên vợ chồng. Trước và trên hết xin được giới thiệu ông Phạm Đức Hoàng và bà Hà Thị Hiến là hai đơn song thân của chú rể, xin trân trọng được giới thiệu. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Hồ Đức Thảo và bà Lương Tú Ngọc là thân phụ và thân mẫu của cô dâu, xin được trân trọng giới thiệu. Và ngoài ra chúng tôi cũng đón nhận sự hiện diện của quý cô dì chú bác, các cậu bạn anh chị em cũng như thân bằng thân thuộc và bạn bè gần xa của hai bên cũng đã trở về đây để tham dự lễ hạnh phúc ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu chung. Và hôm nay cũng có sự hiện diện của quý nam nữ phật tử tại đạo tràng chùa Linh Sơn cùng tham dự lễ hạnh phúc hôm nay, xin nhiệt liệt hoan nghênh chào đón toàn thể quý phật tử. Xin thưa văn viên giới thiệu tân lang Phạm Ngọc Duy và tân nương Hồ Bảo Ngân, xin được trân trọng giới thiệu. Nhận thì tánh chủ quan gia từ đây nhất, nhìn thì ngàn tay vô hòa đều tiêu tan. Chính vì vậy người xưa đã rất ẩn dụ qua chiếc nhẫn vật kỷ niệm làm tin trong ngày cưới về tam bảo. Và chúng con kính cung thỉnh đại đức Thích Thiện Long không thì tiến về phía trước trao nhận cho đôi tân lang và tân nương cùng như giải thích ý nghĩa về chiếc nhẫn. Kính cung thỉnh đại đức tất cả mọi nghi thức ngưỡng bái bạch hòa thượng trụ trì chùa Linh Sơn, ngưỡng bái bạch chư tôn đức tăng hiện diện tại đạo tràng. Kính thưa quý vị là quan viên của họ nhà trai cũng như nhà họ nhà gái và kính thưa toàn thể quý thiện nam tín nữ phật tử hiện diện trong buổi lễ ngày hôm nay, lời đầu tiên cho phép chúng tôi được đại diện chư tăng chùa Linh Sơn hết sức hoan hỷ trước cái lòng tin
của gia đình đã hướng dẫn cho hai bạn trẻ Phạm Ngọc Duy và Hồ Bảo Ngân làm lễ tại gia đình, và xin được hoan hỷ sự hiện diện rất quý báu của quan viên hai họ cũng như toàn thể quý Phật tử đạo tràng ngày hôm nay. A Di Đà Phật. Đầu tiên thì chúng tôi xin được giải thích, gửi gắm một chút tâm tình đối với cô dâu và chú rể trong buổi lễ hôm nay qua cái ý nghĩa của cái chiếc nhẫn. Thì Phạm Ngọc Duy và Hồ Bảo Ngân, chúng ta biết đám cưới là chúng ta sẽ trao cái nhẫn, và cái nhẫn này tượng trưng cho chữ nhẫn trong cuộc sống. Thì có một câu là chữ nhẫn là chữ tương bàn, ai mà nhận được càng sống lâu. Hay là trong gia đình thì chữ nhẫn là chữ tương bàn, ai mà nhận được thì càng sống mãi mãi bên nhau. Thế là trong bất kỳ lĩnh vực nào, dù là người tu hành hay là người thường ở đời, trong bất kỳ lĩnh vực nào chúng ta muốn thành công thì chúng ta phải có chữ nhẫn. Cho nên chữ nhẫn là một cái chữ có thể là tu học, tu hành, dù là người đời hay là người đạo hay là tu bất kỳ một tôn giáo nào, thì đầu tiên chữ là chúng ta phải tu chính là chữ nhẫn. Ở chữ nhẫn á, nó càng quan trọng trong cái mối quan hệ vợ chồng. Tại vì mối quan hệ vợ chồng là một cái mối quan hệ cực kỳ nhạy cảm và dễ xảy ra xung đột. Thứ nhất là để mà hòa thuận với nhau á, chúng ta nhẫn như thế nào. Cái điều quan trọng là chúng ta đừng bao giờ yêu cầu cái người đối phương phải thay đổi. Đừng bao giờ đó yêu cầu là phải như thế này, phải như thế theo ý mình. Đừng bao giờ. Tại vì chúng ta có một câu chúng ta nên ghi nhớ là gian sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Khó lắm, muốn đổi cái tính là khó lắm. Dù quý thầy tu học trong chùa mà chỉ mà đổi tính mình đi thành con người khác là rất khó, bớt nữa một đời không thêm. Đó là cái ý nhưng phải nhận được đó, phải hiểu, cảm thông, thương yêu. Đó là nhận trong vợ chồng và đời. Mà nói như vậy người ta thấy đẹp người ta vẫn thích, thấy người đẹp người ta vẫn thích nhìn. Ý nghĩa chiếc nhẫn với sự trân trọng, thầy trao chiếc nhẫn này cô dâu và chú rể với tất cả tâm thành, với sự chứng minh của Tam Bảo, mong rằng quý vị luôn đây giống như là cái giới trong vợ chồng cũng như trong cuộc đời, để chúng ta đạt được cái điều mà tất cả mọi người ở đây đều mong muốn, tức là lễ hằng thuận. Quy kết lễ hằng thuận gì không? Hằng tức là mãi mãi, hằng đủ bên nhau, mãi mãi bên nhau, thuận tức là thuận hòa chung sống. Hằng đủ bên nhau, thuận hòa chung sống, đó chính là ý nghĩa của buổi lễ chúng ta ngày hôm nay. Tất cả chúng ta hiện diện ở đây xin cho một tràng pháo tay lớn và thật dài để chúc mừng cho đôi duyên như ngày hôm nay. Và cô dâu cầm tay của chú rể lên và trao nhận cho chú rể. Và tiếp tục là dấu tay biết cảm ơn chú rể. Quý thiện nam thiện nữ, đây là lúc chúng ta tuyên thuyết về năm giới, nền tảng của hạnh phúc cá nhân, gia đình và xã hội. Học hỏi và thực hành theo năm giới, chúng ta sẽ đi đúng con đường của chánh pháp. Đây là giới thứ nhất không được sát hại chúng sanh,
ý thức được những khổ đau do sự sát hại gây ra. Con xin học theo hạnh đại bi để bảo vệ sự sống của mọi người và mọi loài. Con nguyện không giết hại sinh mạng, không tán thành sự giết chóc và không để kẻ khác giết hại, dù là trong tâm tưởng hay trong cách sống hàng ngày của con. Đây là giới thứ nhất. Quý vị được như vậy là tốt lắm. Quý thiện nam thiện nữ, đây là giới thứ hai, không được gian tham trộm cắp. Ý thức được những khổ đau do lường gạt, trộm cắp và bất công xã hội gây ra, con sẽ học theo hạnh đại từ để đem niềm vui sống và an lạc cho mọi người và mọi loài, để chia sẻ thì giờ, năng lực và tài vật của con với những kẻ đang thật sự thiếu thốn. Con nguyện không lấy làm tư hữu bất cứ một của cải nào không phải do mình tạo ra. Con nguyện tôn trọng quyền tư hữu của kẻ khác. Quý thiện nam thiện nữ, đây là giới thứ ba, không được tà dâm. Ý thức được những khổ đau do thói tà dâm gây ra, con xin học theo tinh thần trách nhiệm để giúp bảo vệ tiết hạnh và sự an toàn của mọi người và mọi gia đình trong xã hội. Con nguyện không ăn nằm với những người không phải là vợ hay chồng của con trong những cam kết của mình và của kẻ khác. Con sẽ làm mọi cách để có thể bảo vệ trẻ em, không cho nạn tà dâm tiếp tục gây nên sự đổ vỡ của các gia đình và của đời sống đôi lứa. Đây là giới thứ ba. Quý vị có phát nguyện cố gắng học hỏi và thực hành giới này trong cuộc sống hàng ngày hay không? Được. Đây là giới thứ tư, không được nói lời ngữ. Ý thức được những khổ đau do lời nói thiếu chánh niệm gây ra, con sẽ học theo hạnh ái ngữ và lắng nghe để dâng tặng niềm vui cho người và làm vơi bớt khổ đau của người. Biết rằng lời nói có thể đem lại hạnh phúc và khổ đau cho người, con nguyện chỉ nói những lời có thể gây thêm niềm tự tin, an vui và hy vọng. Những lời chân thật có giá trị xây dựng sự hiểu biết và hòa giải. Con nguyện không nói những điều sai với sự thật, không nói những lời gây chia rẽ và tâm dụng rượu, ma túy và độc tố gây ra. Con xin học cách chuyển hóa thân tâm, xây dựng sức khỏe thân thể và tâm hồn bằng cách thực tập chánh niệm trong việc ăn uống và tiêu thụ hai bên. Đây là một điều rất là quan trọng. Quan trọng bởi vì sao? Bởi vì mình được ngày hôm nay được trưởng thành, dựng vợ gả chồng, đó là cái công lao của trực tiếp là cha mẹ, rộng hơn nữa là gia đình dòng. Có năm cách người con phải phụng dưỡng là tâm hầu nguyện, hầu duy và hầu bảo ngân, được luôn luôn mạnh khỏe, luôn luôn hòa hợp và hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. Chúc gia đình trong cuộc sống và thành tựu mọi ước nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Y giống phụ thành, quý vị lãnh lễ chư tôn đức ba lễ. Nhớ tâm tâm tế chư tôn tịnh đức tăng gia ta bái. Đức lãnh hướng về cha mẹ chồng là cha mẹ ruột của chúng đề, nó để khi sống tạo tâm liêu siêu giác cha nghĩa mẹ thao dầm phụ sanh. Xin mời cha mẹ hãy thưởng thức ly trà mà người con ruột và con dâu của mình dâng lên cho mình nhân lễ hạnh phúc hôm nay. Bởi vì cha mẹ luôn âm thầm yêu thương và chịu đựng, lúc nào cũng dang rộng vòng tay để chống chọi với bão táp phong ba, để cho con đứng vững trên mọi bước thời gian. Hai chữ thời gian đó đã âm thầm lặng lẽ đã hạnh lên cha những vết nhăn không thể xóa mờ. Niềm vui của cha mẹ là hạnh phúc của con cái, và ngược lại, bởi vì cha mẹ hay tình yêu thương và là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Xin hai đấng sinh thành hãy thưởng thức ly trà của người con mình dâng lên. Xin mời quý vị vì miếng cơm manh áo, vì tương lai của con, cha mẹ đã hy sinh
đặt đổ mồ hôi và nước mắt chỉ có cha mẹ vợ và cha mẹ chồng của mình. Mời, xin mời thưởng thức đi trà thơm của những người con mình dâng lên cho mình. Cha mẹ ngồi thưởng thức vị trà ngon, gió xuân mang mát tâm hồn thông dong, chắc chiêu vị túi hương đồng, con dâng lên cha lên mẹ tấm lòng thảo thơm trước bảo điện trang nghiêm, dưới ánh hào quang của chư Phật và trong chiếc quỳnh đi của chư Tôn Đức, chúng con xin lặng lẽ quỳ dưới chân Đức Phật, cho con quỳ dưới chân cha mẹ, cho con được hôn lên bàn tay trái sờ của cha và mẹ. Dù đôi tay ấy có sờ có bàn, đôi tay ấy chúng con được lại cha mẹ một lần. Người sinh thành dục dục, người đã soi hướng dẫn lối trên con đường đời, bởi vì đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phụ tình tâm cha. Sống tốt để sống đạo, cầu mong
đẹp đẽ mọi phần nào đó công ơn dưỡng của song thân của quý thầy đại diện là Phật tử chúng con thì luôn luôn giữ đúng năm giới của người Phật tử tại gia, lấy lục mà đạo đức là căn bản xây dựng hạnh phúc gia đình, là vợ chồng chúng con việc suốt đời thương yêu kính trọng sống hòa thuận, chia ngọt sẻ bùi giúp đỡ được nhau, mãi sát cánh bên nhau dù hạnh phúc hay gặp khổ đau, luôn luôn giữ trọn lòng chung thủy với nhau cho đến tận cuộc đời. Là vợ chồng chúng con nguyện hiếu thảo kính trọng ông bà cha mẹ thật thảo anh chị em, kính xin trên sanh bảo từ bi chứng minh cho hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đại hội đại biểu quốc quan trọng tập hội đại ngay họ cũng như toàn thể quý nam tử Phật tử ngày hôm nay, con có tự hứa với lương tâm của mình, đối diện nhìn người vợ của mình, con có hứa rằng từ đây trở về sau và mãi mãi về sau, người đối diện con là người vợ của mình, và con hứa sẽ yêu thương chăm sóc thật lớn và dài dẳng. Chúc mừng lời hứa của chú rể và mời cô dâu cầm video lên con. Cũng câu hỏi đó, đối trước Tam Bảo, đối trước sự chứng minh của chư Tôn Đức, đối sự chứng kiến của Bậc Tiên Hai Họ, cũng như sự chứng kiến của quý năm nữ Phật tử, và đối trước lương tâm của con, và đối diện người phía trước mặt con là người chồng của con, con có hứa với chính bản thân mình là đây là người chồng duy nhất của con, và con sẽ trọn đời thương yêu người chồng này hay không? Dạ, không hứa. Con thấy con ta ở giờ đây là có tay thân lớn rồi cũng như vậy. Tịnh Lan và Tịnh Lương, trước và trên hết xin mời Đại Đức Thích Thiện Long có một phần quà để chúc mừng cho đôi Tịnh Lan và Tịnh Lương. Và những người tặng quà thì chúng ta đã thấy trước luôn nha. Đứng sát đi em, đứng sát đi em, sát đi em. Rồi, nhìn em nè. Rồi, chúng ta rồi, mẹ đứng vô, mẹ đứng vô, à, chưa? Được, thầy trân trọng giới thiệu. Rồi, chúng ta như này, xin mời đại diện Hồng Văn Thiên Hai Họ có đôi lời cảm tạ đến các buổi lễ hành tổng hôm nay. Xin là trân trọng mời gia đình của chú rể.
có người cũng chư Phật và chúng con thành kính lãnh lễ và tri ân chư Tôn Đức đã nghiêm túc thời gian quan tâm và chứng minh buổi lễ hành Phật ngày hôm nay, cũng như nấp lời cầu nguyện để cầu nguyện cho cô dâu chính trị được trong tâm tình viên mãn. Chúng ta cầu nguyện như thế lễ hành Phật đến đây để được trang nghiêm và thành tịnh. Kính cung thỉnh chư Tôn Đức cùng tổng thể đạo tràng chúng ta đồng đứng lên chắp tay trang nghiêm cử hành quá trình hồi hướng. Dạy kết, dạy kết, dạy quan kết, nghiệp chướng bao đời đều dạy hết rửa sạch lòng trần. Thành kính đối trước Phật đại cầu xin dạy kết, dạy kết, dạy kết, dạy quan kết, nghiệp chướng bao đời. Làm lòng em chắc chắn sẽ là ngất ngây.
buổi tiệc cưới của chú rể Phạm Ngọc Duy và cô dâu Hồ Bảo Ngân. Lời nói đầu tiên cho phép Thúy Trường thay mặt chủ hôn hai gia đình gửi tới quý vị lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất. Quen biết, tìm hiểu thì giờ đây tình yêu của họ đã chính thức bước sang một trang mới, hạnh phúc hơn, yêu thương nhau nhiều hơn và chắc chắn sẽ gắn kết với nhau dưới một mái gia đình. Hôn nhân ngày hôm nay chính là một minh chứng vô cùng tuyệt vời dành cho tình yêu của họ, thưa quý vị. Và ngay bây giờ, giây phút trọng đại nhất ngày hôm nay đã đến. Xin mời tất cả quý vị cùng hướng mắt về phía cổng hoa và dành những tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt để chào đón chú rể và cô dâu cùng tiến về phía sân khấu. Xin trân trọng kính mời. Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Chú rể và cô dâu có được ngày vui hạnh phúc trọng đại hôm nay chắc chắn không thể nhắc đến những người cha người mẹ tuyệt vời. Về phía chủ hôn, họ nhà trai Thúy Trường xin trân trọng giới thiệu ông Phạm Đức Thành và bà Hà Thị Yến là song thân của họ đàn trai. Ông Hồ Đức Thảo và bà Lương Tú Ngọc là song thân của cô dâu. Xin mời quý vị hãy dành những tràng pháo tay thật lớn để chào đón hai họ cùng tiến về phía sân khấu. Kính thưa quý vị, hiện diện trên sân khấu giờ đây là chủ hôn hai gia đình cùng cô dâu chú rể. Đại gia đình hạnh phúc của chúng tôi xin trân trọng ra mắt và kính chào toàn thể quý vị. Để bày tỏ tình cảm tri ân sâu sắc của tất cả quý vị đã dành thời gian quý báu đến tham dự buổi tiệc cưới của chú rể và cô dâu, tôi xin trân trọng kính mời bà Lương Tú Ngọc là mẹ của chú rể sẽ có đôi lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời bà. Chào tất cả quý vị quan khách hai họ. Và tôi cũng xin đại diện cho gia đình chúng tôi là hôm nay là ngày vui của hai cháu Ngọc Duy và Bảo Ngân. Chúng tôi cũng xin mời quý vị đến chung vui với gia đình. Có gì sơ sót, xin tất cả quý vị quan khách hoan hỷ cho gia đình. Và xin chúc cho tất cả quý vị quan khách ngày an lành, đêm an lành, tất cả các thời đều an lành. Và bây giờ chúng ta để chúc mừng cho cô dâu và chú rể Ngọc Duy và Bảo Ngân thì chúng ta xin nâng ly nào. 1, 2, 3 vô. Cũng xin cảm ơn tất cả quý vị đã bớt chút thời gian để đến chung vui với gia đình. Xin cảm ơn. Cảm ơn những lời phát biểu chân thành và đầy ý nghĩa của bà Lương Tú Ngọc. Và ngay bây giờ, để chúc mừng cho chú rể và cô dâu trăm năm hạnh phúc, Thúy Trường xin mời tất cả quý vị hãy rót thật đầy ly, nâng thật cao ly của mình và hô thật to tiếng vô sau 3 tiếng đếm của Thúy Trường nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cuộc
Ta mơ một túp lều tình đời mình đẹp mãi với em và anh, đời mình đẹp mãi dưới túp lều tranh.
rồi mình đi kiếm liêu xanh mình kết thành mình, rồi mình xin khóm trúc xin trồng hết xung quanh. Ngoài vườn hoa cúc hoa mai nào khác chi chanh, ban mai mình ngắm hào hoa, ban đêm mình ngắm chị Hằng. Dù nghèo cuộc sống vẫn thêm hào hoa. Anh và của em đâu đâu nào anh ơi, túp lều lý tưởng của em và của anh đâu đâu nào anh ơi, túp lều lý tưởng đó ta xây bằng duyên bằng tình, không ai mà yêu bằng mình khi ta đứng nhìn một đàn con sinh. Tình mình không chắc dây mua hạnh phúc bằng tiền, vì tiền chưa chắc đã cho cuộc sống như tiền. Tình yêu hai đứa ước mơ chỉ bấy nhiêu thôi, ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình. Để mình đẹp mãi với em và anh, để mình đẹp mãi dưới túp lều tranh. Vàng hai đứa có chỉ là quá xa xôi, ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình. Đời mình đẹp mãi với em và anh, đời mình đẹp mãi dưới túp lều tranh. Rồi mình đi kiếm liêu xanh mình kết thành mảnh, rồi mình xin khóm trúc xin trồng hết xung quanh. Ngoài vườn hoa cúc hoa mai nào khác chi chanh, ban mai mình ngắm hào hoa, ban đêm mình ngắm chị Hằng. Dù nghèo cuộc sống vẫn thêm hào hoa. Đời mình đẹp quá có ai bằng ta. Túp lều lý tưởng của anh và của em đâu đâu nào anh ơi, túp lều lý tưởng của em và của anh đâu đâu nào anh ơi, túp lều lý tưởng đó ta xây bằng duyên bằng tình, không ai mà yêu bằng mình khi ta đứng nhìn một đàn con sinh. Tình mình không chắc dễ mua hạnh phúc bằng tiền, vì tiền chưa chắc đã cho cuộc sống như tiền. Tình nghèo hai đứa ước mơ chỉ bấy nhiêu thôi, ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình. Đời mình đẹp mãi với em và anh, đời mình đẹp mãi dưới túp lều tranh. Bao giờ chia